Rồi, mình xin chào tất cả các anh em nha. Chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại kênh Game Lậu Mobile nha. Thì hôm nay mình tiếp tục giới thiệu đến anh em một con game là Trường Sinh Quyết 3D nha anh em. Thì con game này đã được vượt quá hoàn toàn nha anh em. Đấy, server chạy rất là mượt mà nha. Thì con này sẽ mở theo dạng bán tool nha anh em. Bán tool full 100k nha. Thì anh em chơi free thì anh em có thể làm nhiệm vụ like share đăng ký kênh. Anh em gửi cái ID. Đấy, anh em gửi cái ID ở đây ha. Gửi cái ID về mình sẽ tặng cho mấy anh em là 1 triệu vé vàng nha anh em. Thì cái vé vàng, 1 triệu vé vàng là cái vé vàng ở đây nha anh em. Thì anh em sẽ mua được gói kim bảo ở đây nha anh em. Đấy, thí dụ mình sẽ mua cái gói này ha, dùng vé vàng ha. Thì anh em sẽ nhận được kim bảo nha anh em. Thì anh em sẽ được tặng 1 triệu vé vàng nha. Đối với những anh em chơi phi nha. Còn anh em nào mà chơi full á thì donate 100k nha anh em. Đấy, con game server chạy rất là ok luôn. Game nó được vượt quá luôn nha anh em. Thì anh em nào donate đó thì cũng gửi cái ID về về mình nha. Thì mình sẽ kích Thắng hoạt danh nhiều cho quá, để giấc mấy anh mộng em là ấy cái tool chấm full dứt nha anh đi em. mà. Duyên định kiếp này Rồi mãi thì anh kiếp em sau. nhớ là lấy cái ID trong cái Không avatar phụ nhân nhất vật nha. sinh, không phụ nàng, nhấp chọn thiệp mời. Chúc mừng đã mở hệ thống tình duyên. Hãy mau tìm Đấy, cho trong nàng cái một avatar nhân nữ vật đáng anh yêu. em cóp cái ID này nha. Thì anh em gửi về. Thì mình sẽ kích Trường hoạt cho mấy sinh anh em quyết. sử dụng cái tool full nha anh em. Thì con này mở bán là tool full Người có thể 100k nha đi anh em. khỏi sư phụ ta. Qua sườn dốc này đi thẳng lên trên, sẽ đến được Cửu Tiên Sơn Đạo Quán. Rồi con này chính thức open nha anh em có thể tải game về chơi nha anh em. Rồi một lần nữa mình nhắc mấy anh em nha, anh em là chơi free á thì gửi cái ID về mình sẽ tặng cho mấy anh em 1 triệu giấy vàng nha. Còn anh em nào mà chơi full tool 100k thì cũng gửi cái ID về mình sẽ kích hoạt tool full cho mấy anh em chơi nha anh em. Đấy. Thì anh em gửi về thì mình sẽ kích hoạt xong mình sẽ gửi cái tool luôn cho anh em nha. Đấy. Cũng giống như những con game trước nha anh em. Rồi toàn bộ link mình để trong phần mô tả nha. Anh em vào mà lấy giúp mình nha. Đấy, anh em nhớ cho mình một like, một share và một lượt đăng ký kênh nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều nha.